Chỉ còn chưa tới 45 ngày để các nhà thầu tăng tốc bộ tiến độ dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Theo kế hoạch, cao tốc này sẽ hoàn thành thi công giai đoạn vào cuối tháng 12 năm nay. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 22,97 km, trong đó qua địa phận tỉnh Vĩnh Long là 12,53 km và tỉnh Đồng Tháp là 10,44 km. Tổng mức đầu tư là 4.826,23 tỷ đồng. Dự án có 3 gói thầu gồm gói thầu XL01 do liên danh công ty VNCN-ENC, tổng công ty 319 Nhạc Sơn thi công. Gói thầu XL02 do liên danh Trường Sơn Senco 4 thực hiện. Gói thầu XL03 do liên danh Đèo Cả, tổng công ty 36, công ty Tân Nam thực hiện. Sản lượng thực hiện đến nay của 3 gói thầu là 2.073 tỷ đồng, đạt 77,7% giá trị hợp đồng. Về tiến độ thực hiện, đến nay, trên tất cả các gói thầu, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành 15 trên 15 cầu tuyến chính và các cầu trên đường ngang. Cầu vượt cũng đã cơ bản gác xong dầm và hoàn thành bản mặt cầu. Các nhà thầu đã dỡ tải toàn bộ tuyến, đắp nền K95 18 trên 20,2 km, đạt 89%. Đắp nền K98 đạt 17 trên 20,2 km, 84%. Thi công 58,6 trên 81 km, 72,3%, phần cấp phối đá dăm. Công tác bê tông nhựa đã thi công được 57.296 trên 181.271 tấn, 32%. Về tiến độ giải ngân vốn năm 2023, đến nay đạt 300 trên 800 tỷ đồng, 37%. Hiện khối lượng còn lại của dự án cần thi công khoảng hơn 500 tỷ đồng, trong đó phần lớn nhất thuộc về các nhà thầu, tổng công ty 319, tổng công ty xây dựng Trường Sơn, tập đoàn Đèo Cả, tổng công ty 36. Do đó, để đảm bảo tiến độ, các nhà thầu phải dồn toàn lực để thi công. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết thêm, tất cả các nhà thầu trên tuyến đang nỗ lực triển khai các mũi thi công và huy động máy móc thiết bị tăng ca làm đêm. Tuy nhiên, thời điểm này, khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn mưa, nên việc hoàn thành công tác thi công vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 là một thách thức lớn. Chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu nỗ lực hoàn thành công tác thi công vào cuối tháng 12 năm nay.